Trong kinh nói rõ Thấy cảnh tượng tốt đẹp Thấy Phật Thấy sáng Thấy quậy nước Thì thân tướng Phật A-di-đà Như kim sơn Phật phóng quang Thế giới cực lạc cũng phóng quang Tất cả những Bồ Tát ở thế giới cực lạc Khanh văn người trời cho đến cây cỏ hoa lá Núi sông rừng mỹ Tất cả đều phóng quang Hoặc gì đó Quên mất trước tướng Phật Pháp Đại Thừa Không phải nói nên ly tướng ư Lìa tất cả tướng Ngưng tất cả Pháp Thế giới cực lạc đều trước tướng tiếc rằng ở đó chưa biết chỗ áo diệu của tịnh tâm áo diệu của tịnh tâm ở đâu đường tướng tức đạo ngân sự là chân có nghĩa là gì tướng tức vô tượng vô tượng tức tượng hiện những tướng đó người chứng quả căn bản không khởi tâm không đồng niệm ai là người chứng quả người ở thế giới cực lạc người sinh đến thế giới cực lạc hả hả phẩm giảng sinh fam thánh đồng cư độ Đồ. đây là đới nghiệp chưa đoạn được phẩm phiền não nào họ là phàm phu chay nhưng họ được sự gia trì oai thần bổ nguyện của phật a di đà thần thông đạo lực trí tuệ đức tướng của họ không khác gì bồ tát pháp thân bồ tát pháp thân là thật báo độ kim hoa nghiêm gọi là bốn mươi vị đại sĩ pháp thân họ không khởi tâm không động niệm như những vị đại sư thiên thai đã nói phân chứng tức phật ở địa vị đó Thì những tướng đó tướng tức vô tướng vô tướng tức tướng Họ không còn chướng ngại Tướng là giả không phải thật Giống như chúng ta xem những gì trên truyền hình Không phải ý nghĩa như thế ừ Tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng Màn hình truyền hình có tướng chăng? Không có nhưng nó có thể hiện tướng tuy hiện tướng nhưng không thật trên màn hình chắc chắn không có một chút nhiễm ô khi tắt kênh thì không thấy gì nữa tắt mở kênh và có hình hay không có hình hoàn toàn không liên quan đến nhau từ đó có thể biết những Bồ Tát Pháp Thân này Sư trú trở lên Nhìn luân hồi lục đạo Giống ta xem truyền hình vậy Tức tướng ly tướng Không một chút nhiễm ô Tại sao họ không khởi tâm không động niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có mặt trên thế gian này Thể hiện cho chúng ta 80 năm Người Trung Quốc tính tuổi mộ Người nước ngoài nói Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch năm 79 tuổi Người Trung Quốc nói 80 tuổi trong tám mươi năm đó nếu chúng ta hỏi Phật thích Ca Mâu Ni có khởi tâm động niệm không bây giờ chúng ta đã hiểu không có tám mươi năm đã xảy ra những chuyện gì tám mươi năm diễn trò Diễn cho ai xem Diễn cho tất cả những con người trên địa cầu xem Đó là diễn trò Thật sự không có khởi tâm Không có đồng niệm Diễn cực kỳ giống Ta à, không thấy sơ hở Diễn rất tốt không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Lấy tương đương làm đạo Lấy sự để nói chân Nếu bỏ tướng lấy đạo Xa sự thấy chân Đó là giả Tại sao? Bạn lại phân biệt lại chấp trước sai lầm Phạm cái thấy của phàm phu người ta thể hiện từ nhập thai đến bát niết bàn không khởi tâm động niệm làm sao lại phát sinh chuyện này tùy tâm chúng sinh biết được tất cả đây là điều được nói trong kinh lăng nghiêm chúng sinh có cảm Tự nhiên Phật có ứng, ứng này được gọi là pháp vốn như thiệt, là tự nhiên, không giống chúng ta. Chúng ta đầu thai đến thế gian này đến thế nào? Đến bởi nghiệp lực, ta tạo nghiệp, cộng nghiệp với tất cả chúng sinh ở đây. Nên đâu có thể không đến Tất cả chịu sự chi phối của nghiệp Khi hết duyên ta không thể không chết Tất cả sinh tử đều do nghiệp lực làm chủ Phật Bồ Tát không có nghiệp lực Phật Bồ Tát là cảm ứng Chúng sinh có cảm họ có ứng Khi hết cảm họ bèn biến mất Đi mất Những ai có cảm Người có duyên Phật độ người có duyên Người nào có cảm ứng với Phật Họ đều thành tựu. Tựa hồ đều đến thế giới cực lạc hết Bất kể tu pháp môn nào Trốt cuộc đều đến thế giới cực lạc hết Đến thế giới cực lạc là thành Phật